theo như manh mối mà Hoa Hồng tìm được, Vương Tam Kim của Vương gia đã bao toàn bộ quán rượu này. Đây đúng thật là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Cậu làm gì đấy? Đêm nay Vương thiếu gia bao toàn bộ chỗ này rồi. Mau cút khỏi đây cho tôi, nếu tôi vẫn muốn vào thì sao? Vậy tôi đành phải lấy hai cái chân của cậu làm kỷ niệm rồi, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cái gì mà ồn vậy? Lưu Tam Đức, biệt danh Lưu Sẹo. Tôi lột hết ra các cậu bây giờ. Anh Đức, không liên quan đến tôi, là thằng nhóc này, tôi đã nói với cậu ta. Đây là địa bàn của anh rồi. Cậu ta cứ nhất quyết xông vào. Nhóc con, dám làm càn ở địa bàn của tôi. Cậu có tin là tôi băm cậu ra thành trăm mảnh, đem cho cá ăn không? Lưu Sẹo, họ tên Lưu Tam Đức. 7 tuổi lăn lộn giang hồ. Sau 3 năm lăn lộn, thì vào tù, ra tù, theo một nhóm xã hội đen của Giang Thành, ngấm ngầm dựa hơi Vương gia. 3 năm trước, anh theo chân hai nhà Vương gia, Lục gia, cùng tham gia chuyện diệt tập Lâm gia. Không biết tôi có nói sai gì không? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là Lâm Phong. Nói đi, ai bảo cậu đến tìm tôi? Cậu lại lấy thông tin từ đâu? Mục đích cậu đến đây là gì? Tôi đến là muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người. Làm sao cậu biết tôi có thể giúp cậu? Lưu Sẹo, tôi không ở đây để thương lượng với anh, mà là đang thông báo cho anh. Tên nhóc, tôi nói cậu biết, đây là địa bàn của tôi. Đại ca, chỉ có mấy người này mà cũng muốn xử lý tôi, viễn vông quá rồi đấy. Cậu không biết mấy người bọn họ là ai hả? Tôi nói cho cậu biết, thấp nhất cũng là quán quân đấu vật tự do đấy. Chỉ có một mình cậu mà ở đây nói điều kiện với tôi, đánh hắn cho tôi. Bây giờ tới anh rồi, thằng nhóc. Đây là địa bàn của tôi. Điên cuồng như thế, ai cho cậu lá gan đó? Anh tin vào khẩu súng trên tay anh như vậy sao? Thằng nhãi chán sống. Cậu có tin, tôi chỉ cần một phát thôi cũng đủ lấy mạng cậu rồi. Không tin, thử đi. Cậu vậy mà cũng gan quá đấy. Bây giờ tôi sẽ xử đẹp cậu. Bây giờ chúng ta cùng bàn về chuyện của tôi đi. Không, không phải, Lâm thiếu gia, chúng ta đều là bạn, cần gì phải đụng tới dao tới súng chứ, làm mất hòa khí. Tôi vẫn thích dáng vẻ không chịu phục tùng khi nãy hơn. Anh trả lời đi. Mấy người tay sai này có phải là mấy cậu ra ngoài hết cho tôi, không có lại của tôi, không ai được vào. Lâm thiếu gia, bây giờ cậu có thể nói rồi đó. Đừng, đừng như vậy. Hôm nay tôi đến là muốn anh giúp tôi tìm một người. Tìm người? Tìm ai vậy? Vương Tam Kim của Vương gia. Em họ, tối nay muốn ăn gì uống gì, anh đây sẽ trả hết. Cảm ơn anh họ. Đúng rồi, anh họ. Sao thế? Tên Lâm Phong kia, vì bản thân mình có người chống lưng nên đã đuổi em ra khỏi bệnh viện rồi. Em là người của anh mà, đây không phải là đánh vào mặt anh sao? Cái gì? Lâm Phong? Em có chắc người đó tên là Lâm Phong không? Em chắc chắn tên người nhà bệnh nhân của mẹ hắn ghi như vậy đấy. Em qua đây. Em chắc chắn người đó tên là Lâm Phong đúng không? Phải. Được, anh họ giúp em một tay. Anh họ, anh đúng là thiên tài. Bây giờ em sẽ đi làm ngay. Vương Tam Kim, thiếu gia Vương gia. Lâm Phong, ra ngoài đi. Câu đó nói sao đây nhỉ? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Được, tôi đỡ phải đi tìm cậu. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh một câu. 3 năm trước, người đã ra tay với Lâm gia có phải là Vương gia anh không? Tên phế vật như cậu cũng xứng để hỏi tôi sao?
Đồ bần hèn, chó cũng không bằng. Nếu đã giả mồm như vậy, vậy tôi đành phải dùng cách của mình để nói chuyện với anh. Cậu ở đây giả vờ cái gì? Cậu mà cũng xứng giả vờ với ông đây. Ông đây không giống tên ngốc Lục Ngôn Thành kia đâu, có thể cho cậu sống lâu như vậy. Được thôi, để tôi xem thiếu gia Vương gia có bản lĩnh gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Cái loại người thấp kém như cậu mà cũng xứng ở đây kiêu căng với tôi. Người đâu? Làm cái quái gì vậy? Hắn ta sờ sờ ra đấy mà bước vào, mấy người không thấy hả? Chỉ dựa vào họ, e là anh phải thất vọng rồi. Lâm Phong, hay vậy đi, tôi sẽ cho cậu thêm cơ hội nữa. Cậu quỳ xuống, dập đầu 3 lần cho tôi, gọi thêm 3 tiếng bà ơi nữa. Nếu tôi vui, tôi sẽ thả cậu đi. Xem ra hôm nay tôi không thể che giấu thực lực nữa. Đánh hắn cho tôi. Ông đây muốn hắn phải nuốt cái ly này. Cậu muốn làm gì? Tôi hỏi anh thêm lần cuối cùng. 3 năm trước, kẻ ra tay với Lâm gia có phải Vương gia mấy người không? Ông đây là người của Vương gia, cậu dám đụng vào tôi, Vương gia không tha cho cậu đâu. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. 3 giây cuối cùng, nếu anh không nói, cả đời này thì không còn cơ hội để nói nữa đâu. Được, ông đây nói cho cậu, thủ phạm thực sự đứng sau sự diệt vong của Lâm gia. Tôi ở đây, đến cứu tôi. Lâm Phong tên điên này, ông đây nhất định phải cho cậu tan xương nát thịt. Vương thiếu gia, anh Đức. Lâm Phong, cậu tòi chắc rồi. Cậu biết người này là ai không? Người này chính là đại ca xã hội đen ở Giang Thành, mọi người hay gọi là Lưu Sẹo. Cậu dám chọc anh ấy, cậu tiêu chắc rồi. Anh Đức, tên nhóc này dám gây chuyện ở đây, anh nhất định phải cho hắn nếm mùi đi. Lâm thiếu gia, Lâm Phong, cậu mau quỳ xuống cho ông, dập đầu 3 lần. Ông đây sẽ khuyên anh Đức để cho cậu toàn thây ra về. Anh Đức, nghe nói anh muốn ra tay với tôi. Tên hôi hám này, cậu dám sỉ nhục Lâm thiếu gia. Đánh cho tôi. Anh Đức, tôi nói cho cậu biết, sau này gặp cậu ở đâu, tôi sẽ đánh cậu ở đó. Anh Đức, Lâm thiếu gia cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì hắn khó sống ngày đó. Phim được dựng, thuyết minh đánh tại phim châu Á. Cho hắn biết tay. Anh họ, con trai, đây là ba, sao bây giờ ba mới tới? Tên Lâm Phong đó đã bắt đầu điều tra về chuyện 3 năm trước, kẻ nào đứng sau ra tay tiêu diệt Lâm gia rồi. Chúng ta phải mau báo tin đi. Anh Lâm, 10 chiếc vòng cổ của anh đều trong này. Chúng tôi đi trước đây. Được. Lâm Phong, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Lâm Phong, hôm nay mày tới số rồi. Lâm Phong, em yên tâm. Lâm Phong, mày không thoát được đâu. Đồ rác rưởi, dám làm xấu mặt ông đây trước bàn dân thiên hạ. Hôm nay ông đây sẽ khiến mày đái ra quần. Anh em lên, chặt gãy chân nó cho tôi, để cho nó lê lết, xem tôi chơi vợ nó thế nào. Tôi Văn Hiếu, chán sống rồi đúng không? Sợ rồi hả? Muốn câu giờ với bố mày đúng không? Alo, gọi vài anh em đến đây giúp tôi xử lý một tên rác rưởi. Rác rưởi hả? Được thôi, hôm nay bố mày sẽ đợi ở đây. Trong vòng 10 phút không có ai đến, ông sẽ bắt mày quỳ xuống đây liếm giày cho ông. Lâm Phong, hay là chúng ta đừng gây hấn nữa. Em đừng sợ, mấy tên tép diêu này vẫn chưa đủ trình đâu. Đồ trướng mắt này, bố mày không đợi nữa vẫn ngông chứ gì. Hôm nay bố mày sẽ chặt gãy chân chó của mày, gửi cho mẹ mày xem. Anh em lên.
Thời này an ninh kém thật, chó hoang chạy đầy đường rồi. Không được, mày định làm gì hả? Lâm Phong, nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đấy. Bớt nói đi. Đánh cho tôi. Đánh hay lắm. Anh em, chúng ta lên. Sau này ra đường, phải mở mắt ra. Đừng khiến bản thân bị coi như rác rưởi. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lâm Phong, em tắm xong rồi. Yến Nhi, sau này em ngủ lại phòng này đi. Không xong rồi, Tô Tổng, ba lô hàng của công ty chúng ta bị giữ lại ở cảng rồi. Cái gì? Là Vương gia. Bọn họ báo cáo với phía hải quan là chúng ta vận chuyển phi pháp, phải nộp phí bảo lãnh mới có thể lấy hàng về. Phải làm sao đây? Vì sự việc lần này, chúng ta đã quá hạn ngày giao hàng cho đối tác rồi. Vi phạm là phải bồi thường cho họ 500 triệu đấy. Tiền bảo lãnh là bao nhiêu? 80 triệu. Công ty ta bây giờ không chi nổi số tiền này đâu. Cô đừng gấp, vậy đi. Trước tiên cô lấy giấy tờ của công ty đến ngân hàng vay tiền bằng mọi cách. Chúng ta phải chụp được hàng về. Bên phía khách hàng, tôi sẽ xin lỗi họ. Hy vọng họ có thể thông cảm, không yêu cầu chúng ta bồi thường. Cô đi đi. Vâng. Alo, Lưu Tổng. Ông đừng vội tức giận. Số hàng đó, chúng tôi sẽ lập tức lấy về ngay. Ông có thể nào thư thả cho chúng tôi mấy hôm không? Không xong rồi, Tô Tổng, công ty chúng ta bị các ngân hàng lớn đưa vào danh sách đen rồi. Chỉ có ngân hàng Giang Thành đồng ý cho chúng ta vay thôi. Nhưng mà... Nhưng cái gì, nói mau đi. Giám đốc ngân hàng nói muốn cô cùng dùng bữa tối với hắn. Chuyện này. Được. Công ty quan trọng hơn. Cô hẹn thời gian đi, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tô Tổng, đây, mời cô ngồi. Ngồi đi. Giang Tổng, khoản vay của công ty chúng tôi. Cô thử, rượu tôi chuẩn bị cho cô trước đã. Nào. Mời cô. Tô Tổng, chúc cô vượt qua giai đoạn này. Tô Tổng, hình như là cô không tin tôi thì phải. Cũng đành. Vậy tôi sẽ cạn ly này trước. Giang Tổng, ông vui tính thật. Tô Tổng uống giỏi thật. Nào. Giang Tổng, cô uống đi, đây là rượu quý đấy. Giang Tổng, vậy khoản vay của công ty chúng tôi khi nào mới được duyệt vậy?
chuyện vay vốn. Không gấp. Chai rượu này là tôi đích thân chọn cho cô đấy. Cạn ly đã. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Rượu. Rượu này. Tô Tổng, chúng ta uống thêm một ly. Rượu ra bôi nào. Trong rượu này. Bây giờ mới phát hiện rượu bất thường sao. Trong rượu này đã được tôi bỏ thêm thuốc mê vào trong. Vậy sao ông? Cô muốn hỏi sao tôi không bị gì chứ gì? Là bởi vì trước đó tôi đã uống thuốc giải rồi. Giang Tổng, tôi để ý cô lâu lắm rồi. Tô Tổng, Giang Tổng ông đừng lại gần tôi. Đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Giang Tổng, tránh ra. Tôi đi về đây. Alo. Không hay rồi Tôn Thượng. Có người báo với tôi, phu nhân cô ấy đến khách sạn Giang Thành dùng bữa với Giang Tổng của ngân hàng Giang Thành. Tên xúc sinh Giang Hưng có ý đồ với cô ấy. Cái gì? Giang Hưng tàn đời rồi. Con đàn bà mất dạy này. Rượu mời không uống. Nếu không có tôi thì công ty rách nát của cô sớm muộn cũng phá sản. Ông tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ tôi. Nếu không nghe lời, ông đừng hòng. Đừng trách tôi mạnh tay. Giang Tổng, tôi xin ông, ông mà làm vậy sẽ bị báo ứng đấy. Báo ứng sao? Trước giờ tôi chưa từng tin mấy thứ xảm xí như báo ứng. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng với cô. Giang Hưng, cậu là tên nào vậy? Mấy người lên cho tôi. Phế hết bọn họ cho tôi. Yến Nhi, đừng sợ, anh tới rồi. Sao bây giờ anh mới tới vậy? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi chỉ là một người bình thường. Người bình thường vậy mà dám xông vào phòng riêng của ông đây. Cậu có biết ông đây là ai không? Tôi không quan tâm ông là ai. Tôi chỉ muốn đưa vợ tôi về nhà mà thôi. Cậu chính là tên chồng hèn nhát của Tô Yến Nhi trong truyền thuyết đây sao? Tô Yến Nhi đi cùng cậu chỉ có khổ. Vậy chi bằng đi cùng tôi, Yến Nhi. Hay là đá tên chồng hèn nhát này của cô đi rồi theo tôi. Theo tôi, cô muốn túi hàng hiệu nào tôi đều mua cho cô. Thấy thế nào? Good. Good đi. Nghèo, quả nhiên là nghèo mà. Ngay cả mắt nhìn cũng thấp như vậy. Cô cứ cùng người chồng hèn nhát của cô ngủ dưới gầm cầu đi. Tên hèn nhát như cậu mãi mãi không thể ngẩng cao đầu. Hay vậy đi. Bây giờ cậu chui qua háng tôi. Vừa chui vừa sửa tiếng chó đi. Tôi đây sẽ tha cho Tô Yến Nhi. Nếu không thì chỉ cần tôi ra lệnh, cả Giang Thành này không có một ngân hàng nào dám tiếp mấy người đâu. Tên nghèo hèn như cậu còn dám ở đây giả vờ với ông. Có tin ông đây với cậu không? Lâm Phong, cậu đấy. Không được động vào tôi. Nếu cậu dám động vào tôi, Lưu Sẹo sẽ không tha cho cậu. Sau lưng ông là Lưu Sẹo. Đúng, đúng vậy. Sau lưng tôi là Lưu Sẹo, đại ca xã hội đen của Giang Thành. Nếu cậu động vào tôi, cậu ấy sẽ không tha cho cậu. Bây giờ gọi anh ta cho tôi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Lưu đại ca, tôi là giám đốc ngân hàng Giang Thành.
Lưu Sẹo. Tôi, Lâm Phong. Thì ra là cậu. Có chuyện gì cậu cứ nói tôi. Nghe nói Giang Tổng quen biết với anh. Có chuyện này không? Làm sao có thể? Tôi trước giờ chưa quen ai tên Giang Hưng hết. Đại thiếu gia, tên đó có phải là chọc gì cậu không? Có cần tôi đem người đến dạy hắn một bài học không? Sau lưng ông còn ai nữa? Có cần gọi hết một lượt không? Cục tuần tra làm việc. Đại nhân, tên điên này không biết từ đâu tới, xông vào phòng riêng của tôi, còn đánh người của tôi bị thương. Cô mau bắt hắn đi đi. Hỗn sược, dám vu khống cho tôn chủ. Tôn chủ, người cô ấy nói có lẽ là tôi. Bái kiến tôn chủ. Cục tuần tra. Tôn, tôn chủ đại nhân. Giang Hưng, nếu ông không nhận được sự tha thứ của tôn chủ, vậy thì ngân hàng của ông cũng không cần tồn tại nữa. Không, không dám. Tôn chủ đại nhân, cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn mẹ già con thơ. Cậu cũng thấy đó, mỗi năm tôi đều nộp thuế đầy đủ, con số hơn 10 tỷ. Cậu tha mạng cho tôi đi, tôn chủ đại nhân. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hôm sau, tôi muốn ông dẫn 4 giám đốc ngân hàng lớn đích thân tới tập đoàn Triệu Thị xin lỗi Tô Tổng cho tôi. Hơn nữa, mỗi một ngân hàng đều phải hỗ trợ hết mình cho Triệu Thị. Nhất định. Sau ngày hôm nay, còn để tôi nhìn thấy ông ngồi ở vị trí này mà tác quái tác quái, tôi tuyệt đối không tha cho ông. Tôi không dám nữa. Nhớ đó, ông dám tiết lộ danh tính của tôi sẽ cho ông đi chầu Diêm Vương ngay. Hiểu, tôi hiểu rồi. Yến Nhi, không sao chứ? Nóng quá. Lâm Phong, Lâm Phong, em nóng quá. Nóng quá, Lâm Phong. Tô Tổng, Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị đến rồi. Cô xem tiếp đãi anh ấy ở phòng hội nghị hay là ở đây? Vương Tam Kim, anh ta đến đây làm gì? Bảo anh ta vào đi. Vâng, Tô Tổng. Cậu cũng ung dung quá rồi đó. Công ty này đóng cửa tới nơi rồi, cậu còn có tâm trạng ở đây chơi game nữa. Lâm Phong, tên phế vật như cậu còn để phụ nữ nuôi mình, kết quả thì sao? Công ty của Tô Yến Nhi cũng đóng cửa tới nơi rồi. Vương Tổng, anh đến đây làm gì? Có hai việc. Việc đầu tiên, chắc chắn là muốn lấy lại người đẹp của tên nhãi danh đang ngồi bên kia rồi. Hai là, tôi muốn nhìn thấy bộ mặt tuyệt vọng của tên hôi hám này. Tô Yến Nhi, công ty này của mấy người sắp đóng cửa tới nơi rồi, cô còn dây dưa cái gì? Tập đoàn Vương Thị của tôi mới là đầu rồng lớn nhất của Giang Thành. Mấy người ông đây chỉ cần dậm chân là có thể diệt sạch rồi. Có muốn mượn tiền không? Bỏ ra cứu nguy cho công ty sắp đóng cửa này của cô. Đương nhiên, vài tiền tôi chắc chắn là có điều kiện rồi. Cô ở cùng tôi một đêm. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại cậu nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Cậu cũng muốn tham gia hả? Được, tôi sẽ để cậu làm khán giả. Vương Tam Kim, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng sao? Cô thấy tôi quá đáng sao? Công ty của mấy người sắp phá sản rồi kìa. Tôi thấy ngân hàng chịu cho mấy người vay, cũng chỉ có tôi thôi, tôi có thể giúp cô
Vương Tam Kim. Nhà anh không có gương, nên anh cũng không tự soi sao? Có biết xấu hổ không? Một tên vô dụng, bám váy đàn bà như cậu, cậu có tư cách nói chuyện ở đây sao? Thứ ông đây có là tiền. Cậu có cái gì? Cậu cũng chỉ có một bụng khoác lác thôi. Vương Tam Kim, anh đừng có quá đáng. Gọi dễ nghe quá đi. Nhưng tôi vẫn thích cô gọi tôi như vậy ở trên giường hơn. Anh mơ đi. Mơ sao? Bây giờ công ty cô sắp phá sản rồi. Ngày công ty cô sụp đổ thì cũng là ngày mà cô khóc dưới chân của ông đây. Cô có tin không? Tô Tổng, Giám đốc Ngân hàng Giang Thành xin gặp. Mời ông ấy vào. Tô Yến Nhi, không ngờ công ty của cô phá sản nhanh như vậy. Được đó, tôi ở đây có trò hay để xem rồi. Giang Tổng, Tô Yến Nhi, nếu không thì bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi. Sau đó thì tối nay hãy mua thêm 2 bộ đồ ngủ gợi cảm nữa nhé. Thì tôi sẽ cho cô mượn tiền. Vương Tam Kim, anh đừng ở đây nói mấy lời cặn bã đó nữa. Tôi và Giang Tổng là bạn bè tốt của nhau đấy. Chỉ cần tôi nói với Giang Tổng vài câu, có lẽ ông ấy sẽ bỏ qua cho cô lần này, đúng không, Giang Tổng? Tô Tổng, chuyện của lúc trước là chúng tôi làm sai. Hôm nay tôi có lòng đến xin lỗi. Xin lỗi Tô Tổng. Khoản vay của công ty cô đã được giải quyết xong rồi. Sau này nếu có yêu cầu gì, cô cứ đến tìm tôi. Tìm tôi đi, tôi cũng có thể cho cô vay mà Tô Tổng, lãi suất thấp hơn Giang Tổng nữa. Cô cứ tìm tôi đi. Có phải mấy người bị lừa rồi không? Cái công ty nát này có thể vay nhiều tiền như vậy sao? Tô Yến Nhi, cô nói thật đi. Tài liệu mà cô gửi cho ngân hàng có phải là giả không? Như vậy là phải ngồi tù đó. Anh nói nhảm gì vậy? Giang Tổng, ông phải kiểm tra cho kỹ tài liệu của Tô Yến Nhi, đừng bị cô ta lừa. Vương thiếu gia, chả lẽ cậu nói tôi bị mù sao? Không có mà, tôi tuyệt đối không có cái ý đó đâu. Giang Tổng, sao ông có thể nói như vậy? Tài liệu của Tô Tổng do tôi đích thân kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là cậu. Vương thiếu gia, tôi bị sao vậy? Tôi phát hiện tài liệu của tập đoàn Vương Thị có nhiều lỗ hổng. Vương thiếu gia, giải thích một chút đi. Đúng vậy, ngân hàng của tôi cũng phát hiện khoản vay giả mạo của tập đoàn Vương Thị, nên đã hủy bỏ việc hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Vương Thị rồi. Cái này không thể nào. Giang Tổng, tha cho tôi lần này đi. Tha cho tôi lần này thôi, được không? Cậu tự giải quyết đi. Giang Tổng, Tô Yến Nhi, cái con khốn nhà cô, đồ mặt dày, cô liên hợp với Giang Tổng cùng chơi tôi đúng không? Được, hóa ra cô và tên Giang Tổng này đã mập mờ với nhau từ trước rồi. Đồ thối tha. Vương Tam Kim, nói chuyện thì phải có bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng sao? Lâm Phong, vợ của cậu ngủ với bao nhiêu người, cậu có biết không? Cậu còn không biết ngược mà ở đây chơi trò chơi sao? Buồn cười quá đi mất. Tiền cậu đang dùng là do vợ cậu bán thân kiếm về đó. Vương Tam Kim, trước đây tôi không để anh vào mắt, bây giờ là do anh chán sống đấy. Lâm Phong, đừng đánh nữa mà. Cút cho tôi. Cậu dám đánh tôi, cậu đợi đó. Lâm Phong, Vương Tam Kim không phải là người mà chúng ta có thể chọc nổi. Yên tâm Yến Nhi, anh là chiến tôn Bắc Cảnh mà. Anh, bỏ đi, ta làm thôi. Chúng ta về nhà nào. Được. Vâng. Bác gái muốn chúng ta về nhà ăn cơm, nói có quý nhân giúp đỡ chúng ta. Để anh đi cùng em. Chị Thanh Tuyết, bọn tôi đến rồi. Cô làm gì vậy?
tôi gọi cô đến ăn cơm là có quý nhân muốn giới thiệu cho cô. Sao cô lại dẫn tên ăn hại này đến đây vậy? Lâm Phong là chồng của tôi, tôi đương nhiên phải dẫn anh ấy đến. Cái tên nghèo nàn này. Thôi bỏ đi, lát nữa anh tuyệt đối đừng nói chuyện. Đây là Tô Yến Nhi, Tô tiểu thư đúng không? Hai người có thể từ từ thảo luận về chuyện công ty. Nếu như thấy hợp nhau thì càng tốt chứ sao. Xin chào, Võ Tổng. Xin chào. Yến Nhi, chúng ta ăn chút hoa quả đi. Đây chính là quý nhân mà cô nói sao? Đây là Lâm Phong, ở đây tới lượt anh lên tiếng sao? Võ Tổng, thật ngại quá. Người này chính là người mà trước kia tôi nói với anh đó. Cậu chính là tên rác rưởi, vừa dơ vừa nghèo, quấn lấy Yến Nhi không buông, có phải không? Đúng đó. Mấy người lưu lạc từ Bắc Cảnh về toàn là thứ chẳng ra gì mà. Mọi người đều biết rằng sau khi về đây, anh ta không biết xấu hổ mà quấn lấy Yến Nhi. Ai nhìn anh ta cũng thấy ngượng dung. Chứ gì nữa, có mẹ đẻ mà không có mẹ nuôi. Võ Tổng, cậu ăn chút hoa quả đi, cơm sẽ xong ngay đây. Nào, Yến Nhi tiểu thư. Cảm ơn Võ Tổng. Yến Nhi nè, công ty của Võ Tổng vừa mới lên sàn, giá thị trường là 2 tỷ đấy. Cô phải nắm chặt lấy nhé. Chỉ cần Võ Tổng đồng ý hợp tác với cô thì cô phát tài ngay. Nghe nói gần đây công ty của Tô Tổng gặp chút rắc rối hả? Lưu Tổng mà cô hợp tác cùng là bạn của tôi, vấn đề làm trái hợp đồng. Cô cứ yên tâm. Yến Nhi, hôm nay cùng tôi đi ăn một bữa. Tôi tin rằng Lưu Tổng chắc chắn sẽ nể mặt tôi mà. Đi thôi Yến Nhi, vào phòng tôi đi, chọn vài bộ lộng lẫy. Tối nay cô phải thật xinh đẹp đó. Cậu bạn, tại sao cậu lại quấn lấy Yến Nhi không buông vậy? Có phải không có tiền không? Cầm đi, sau này đừng bám lấy Yến Nhi không buông nữa. Chỉ có 5 triệu, anh cũng chỉ có vậy thôi sao? Trễ sao? Cái tên ăn mày như cậu, từng thấy nhiều tiền như vậy chưa? Đừng có mà không biết điều. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu phải bò ra cửa đó. Lâm Phong, dạo này lá gan cậu lớn quá nhỉ? Cậu dám tống tiền Võ Tổng sao? Cái gì? Anh tống tiền Võ Tổng sao? Yến Nhi, cô xem đi, cô xem chồng cô đi, túng thiếu đến mức nào. Lâm Phong, những gì bọn họ nói có thật không? Yến Nhi, anh không có. Yến Nhi, vừa nãy tôi đưa cho cậu ta 5 triệu rồi, vậy mà cậu ta chê không đủ, cậu ta còn đòi tôi lấy thêm tiền nữa. Lâm Phong, có phải anh nghèo đến điên rồi không? Yến Nhi đối xử với anh tốt như vậy, nhưng trong đầu của anh chỉ có tiền thôi đúng không? Yến Nhi, anh còn muốn rảo biện gì nữa? Chính mắt mẹ tôi và tôi nhìn thấy anh đòi tiền Võ Tổng, anh còn làm bộ làm tịch gì nữa? Lâm Phong, cút cho tôi, đồ hèn hạ. Cậu đứng ở đây là tôi đã thấy xui xẻo rồi. Mau cút đi cho tôi, cút đi. Cái thằng ăn mày, mau ra ngoài. Yến Nhi, con quên đi, đừng tức giận nữa. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Con không thể ngờ anh ấy lại biến thành một người như vậy. Yến Nhi, em đừng khóc. Trên thế giới này có nhiều thứ đáng
để em để mắt hơn. Nhà hàng Giang Thành. Đến đây. Tô tổng mời vào. Đến rồi sao? Lại đây, đến rồi thì nhanh ngồi xuống. Lưu tổng. Không có việc gì. Sao phải làm khó một cô gái vậy chứ? Thật xin lỗi, Lưu tổng, lô hàng đó. Sao cô không nói sớm cô quen Võ tổng chứ? Có đúng không? Phí vi phạm hợp đồng này, tôi sẽ không thu của cô nữa. Không. Phí vi phạm tôi nhất định sẽ đưa cho anh, chỉ cần Lưu tổng lần sau vẫn tiếp tục hợp tác với chúng tôi là được. Tô tổng ơi. Cạn ly nào. Tôi. Tô tổng không uống. Đây là coi thường hai anh em chúng tôi rồi. Không, không phải như vậy. Tôi chỉ là không uống được rượu. Lưu tổng. Theo như tôi thấy, Tô tổng chính là xem thường chúng tôi. Vậy tiền vi phạm hợp đồng này. Được. Vậy tôi uống một ly. Tô tổng thật tốt. Đây, cùng uống thôi. Tô tổng. Đúng. Được rồi, không thể uống được nữa, Lưu tổng. Tô tổng đô mạnh vậy. Tô tổng. Thêm một ly nữa, Tô tổng. Uống đi Tô tổng, thêm một ly nữa nào. Đúng. Giỏi. Mạnh quá. Uống thêm một ly nữa. Tô tổng uống hay thật, thêm một ly nữa nào. Tô tổng. Uống thêm một ngụm nữa. Tô tổng đô mạnh quá. Không thể uống nữa. Tô tổng. Em say rồi. Để tôi đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi. Tô tổng. Sao lại qua đây ôm ấp vậy? Hôm nay đừng về nhà nữa. Tôi đã thuê phòng. Tô tổng. Tôi có thể tự về nhà. Tô tổng ngủ ở đây đi. Có được không? Đi thôi Võ tổng. Anh Lâm. Không ổn rồi, Tô tổng hình như bị hai người đàn ông kéo vào phòng rồi. Vâng. Tôi. Sao? Làm sao tôi ngăn được chứ? Anh làm trước hay là tôi trước đây? Cậu trước đi, tôi bị bệnh sạch sẽ. Bây giờ tôi đi tắm. Kỹ tính đó. Vậy anh tắm rửa trước đi. Tôi sẽ lên trước. Người đẹp ơi. Ai đó? Dừng tay. Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào cô ấy. Cậu là ai hả? Một kẻ vô lại cũng bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Tôi sai rồi. Anh cứ từ từ thưởng thức. Để tôi canh chừng cho anh, có được không? Lại là tên vô lại cậu nữa. Mỗi lần đều đến phá chuyện tốt của ông đây. Cậu có tin không, hôm nay tôi khiến thân dưới cậu phế luôn. Đồ ngu ngốc. Chán sống. Võ Nam, cậu xong chưa? Các người là ai đấy? Cút đi. Đồ không biết điều nhà cậu. Cái đám ô hợp này, dám đạp ông đây sao? Anh đi đi. Tôi chỉ muốn chồng tôi. Ngoan, anh là chồng em đây. Tiến Nhi. Uống một ngụm sữa sẽ dễ chịu hơn đấy. Đây. Lâm Phong. Thật xin lỗi. Em không nên mắng anh. Không nên nghi ngờ anh. Đồ ngốc. Sao anh có thể trách em chứ? Ý
Yến Nhi, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim em ăn sáng trước đi, tối qua uống nhiều, phải chăm sóc dạ dày cho tốt. Lâm Phong, tối hôm qua em về nhà bằng cách nào? Alo, Lưu Tổng. Lưu Tổng không phải vậy, anh nghe tôi giải thích. Lâm Phong phải làm sao đây? Lưu Tổng muốn kiện công ty vi phạm hợp đồng, còn muốn chấm dứt hợp tác. Không sao, cứ giao cho anh, anh sẽ làm như thế nào? Yên tâm. Tô Tổng, làm sao bây giờ? Tập đoàn Lưu Thị đã gửi văn kiện cho công ty chúng ta, bảo là sẽ không hợp tác với chúng ta. Tôi sẽ suy nghĩ cách. Không phải đâu, Tô Tổng. Bây giờ bởi vì tập đoàn Lưu Thị, nhiều cổ đông trong công ty ta bắt đầu trở nên không hài lòng. Cô để tôi suy nghĩ đi đã. Tô Tổng, không hay rồi. Vương Tam Kim, tên tiểu nhân hèn hạ đó, đã bắt đầu bí mật mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty rồi. Cứ như vậy thì công ty chúng ta sẽ tiêu đời mất. Phải làm sao đây? Vương Tam Kim sao anh ta cũng tham gia vào vậy? Tô Yến Nhi, hôm nay tôi đến đây để hỏi tội cô. Lưu Tổng, công ty các cô không tuân thủ quy định, dẫn đến vi phạm hợp đồng. Hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp tác với các cô. Hơn nữa, tôi đã đăng các hành vi của công ty rác rưởi các cô lên trên mạng rồi. Công ty của các cô không thể làm ăn ở đây được nữa đâu. Thật xin lỗi Lưu Tổng. Hay là anh thử nghĩ một phương án khắc phục đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Cô tính khắc phục thế nào hả? Hôm qua cái tên đáng ghét kia đã đánh tôi thành thế này rồi. Hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường. Được rồi, Triệu Hà, chuyển tiền đi. Tô Tổng, làm theo lời tôi. Yến Nhi, em xong việc chưa? Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay em thấy hơi mệt, chắc là em sẽ về nhà em trước. Anh về trước đi. Được, vậy đi. Tô Yến Nhi, cô nhìn cô kia. Tôi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tốt cho cô, vậy mà cô lại không biết nắm giữ. Chị Thanh Tuyết, Võ Tổng với Lưu Tổng đó vốn dĩ chẳng phải là người tốt gì cả. Thương trường cũng như chiến trường, cô cứ ngây thơ như vậy không sống nổi đâu. Chị Thanh Tuyết, chị đừng la tôi nữa, cô đáng bị vậy mà. Thanh Tuyết của chúng tôi đã vất vả cỡ nào để giúp cô được gặp đại gia, vậy mà cô không biết trân trọng, đã lãng phí tấm lòng khổ sở của chúng tôi. Phải đó, Yến Nhi, nếu cô cứ như vậy, tôi không giúp cô được nữa đâu. Tô Tổng, Tô Tổng, không hay rồi. Vương Tam Kim anh ta, Vương Tam Kim và Triệu Thiên Thành. Vương Tam Kim làm sao? Công ty toang rồi, thật sự toang rồi. Chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, con chó hoang không chủ như cậu không có quyền lên tiếng. Vương thiếu gia, anh tránh ra. Ngay cả công ty của mình cũng không giữ được, đúng là đồ óc heo. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ đi tìm một cái dây để trong vào cổ rồi. Tô Yến Nhi, tôi đến đây chính là để nói với cô, cổ phần của tập đoàn Triệu Thị tôi đã thông qua mối quan hệ với Mộ Dung gia mua được 50% cổ phần rồi. Bây giờ công ty này cô không phải là người quyết định duy nhất đâu. Vào ngày mai cô nhớ ngoan ngoãn tham gia đại hội cổ đông đó. Nếu cô không đi thì công ty này sẽ thuộc về mình tôi đấy. Các người, nếu mà có trách thì hãy trách Lâm Phong, cái tên đê tiện đó. Còn không thì ông đã có thể tận hưởng cô rồi, giao cho người khác rồi.
Anh thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Mộ Dung gia có lệnh. Trước ngày mai nhất định phải đưa Tô Yến Nhi qua Mộ Dung gia ở Đế Đô. Nếu không thì kết cục của Lâm gia cũng chính là kết cục của mấy người. Phải rồi, Tô Yến Nhi, ngày mai cô nhất định phải nhớ tham gia đại hội cổ đông đó. Mộ Dung gia ở Đế Đô có thật không? Đó là nhà có tiền đấy. Yến Nhi, cô mau đi đi. Tôi không đi. Tôi không muốn. Cô đừng có không biết điều. Nhà tôi đã nuôi cô khôn lớn. Cô cũng nên trả ơn chúng tôi đi chứ. Cô đã bỏ lỡ Võ Tổng rồi. Đây là cơ hội tốt nhất đó. Cô mau đi đi. Mộ Dung gia ở Đế Đô sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho cô. Nhanh chân đi. Anh Kim. Anh Kim ơi. Chị Thanh Tuyết. Anh Kim. Yến Nhi nhà em giao lại cho anh đó. Chị Thanh Tuyết. Hiểu chuyện đó. Bỏ tay ra. Thanh Tuyết đợi anh trở về từ Đế Đô, nhất định sẽ đi tìm anh đầu tiên. Được thôi, chỉ thương mỗi em thôi tiểu hồ ly. Đi thôi. Dừng xe, mau lên. Bỏ tôi ra. Tiện nhân, cô có tin ông đây làm chuyện đó trên xe không? Dù sao thì cô cũng là một đôi giày rách. Đến Đế Đô rồi cũng không ai biết được cô bị tôi chơi mấy lần đâu. Tránh ra. Anh làm nhanh đi. Dù sao chúng ta cũng cách Đế Đô xa lắm. Lát nữa đổi cho em xuống ghế sau nha. Anh tránh xa tôi ra đi. Bỏ ra. Chuyện gì? Alo, Lâm Tổng, không hay rồi. Tô Tổng bị bắt đi rồi. Nghe nói bị đưa đến Mộ Dung gia ở Đế Đô. Cái gì? Mộ Dung gia. Tôi sẽ lấy mạng các người. Tôn Thượng, đây là định vị của phu nhân. Mau, nhanh lên. Chạy nhanh nhất có thể. Nếu đuổi không kịp, tôi sẽ lấy đầu của cậu đó. Đừng động vào tôi. Nói cho xe đằng sau thấy xe của Vương Tam Kim thì lập tức dừng lại, bắt sống Vương Tam Kim. Tiểu cô nương khỏe thật đấy. Để tôi xem cô khỏe được bao lâu nữa. Tôi nghe. Cái gì? Mộ Dung thiếu gia nói phía sau có người đang đuổi theo chúng ta, bảo chúng ta phải nhanh lên. Ai vậy? Là Lâm Phong. Quyết Minh và lồng tiếng tại phim Âm Hồn Bất Tán mà. Yến Nhi, đợi anh nhé. Quỷ Diêm La thuộc hạ của Mộ Dung Khánh Hải. Các người làm gì vậy? Triệu Thiên Thành, mau giao cổ phần của cậu ra đây cho tôi. Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Các người muốn làm gì hả? Các người dám phản bội Tô Tổng sao? Các người đừng có mà ở đây giả ngây giả ngô. Ai mà không biết, cậu chỉ là một con chó canh cửa thôi. Mau giao cổ phần ra đây. Nếu không thì sao chứ? Tôn chủ. Quỷ thủ ngủm rồi sao? Là Lâm Phong sao? Tôn chủ, mong ông hạ lệnh. Để tôi đi lấy mạng Lâm Phong. Lâm Phong, cậu phải đền mạng. Alo,
Sếp, không hay rồi, có người trong công ty lấy 50% cổ phần của chúng ta tự ý bán cho Vương thiếu gia, bây giờ hắn ta đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty rồi. Cái gì? Là vậy đấy. Với lại thư ký của Vương thiếu gia còn nói, đại hội cổ đông ngày mai, Tô tổng với Vương thiếu gia đều phải có mặt để quyết định số phận của công ty. Nếu mai họ mà không đến, rất có thể công ty chúng ta sẽ không còn, Tô tổng cũng bị họ bắt đi rồi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì cả. Cái gì? Alo, Lâm Phong đúng không? Ông là ai? Ông làm gì? Triệu Thiên Thành rồi. Tôi là ai hả? Tôi là anh em của quỷ thủ, người bị cậu làm hại đây. Lâm Phong, cậu lo mà, rửa tay cho sạch đi, tôi đến lấy nó ngay đây. Còn về tên phế vật này, có biến mất cũng chẳng sao nhỉ. Alo, Hoa Hồng, bây giờ cô quay về dẫn theo vài người nữa cứu Triệu Thiên Thành ở công ty đi, với lại cô giúp tôi đưa quỷ Diêm La về đây cho tôi. Vâng, tôn thượng. Tiếp tục đuổi theo. Yến Nhi, em phải đợi anh nhé. Anh làm nhanh lên, em nhịn hết nổi rồi. Tránh ra, tránh ra đi. Đậu Phộng, cô đừng có vùng vẫy không biết điều thế nữa, cứ ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi. Tránh xa tôi ra. Làm gì vậy, tránh ra đi. Tôn thượng, chúng ta sắp đến Đế Đô rồi, làm sao đây? Một khi đến địa bàn của Mộ Dung Khánh Hải, muốn cứu phu nhân sẽ càng thêm khó, cứ đuổi theo đi. Vương Tam Kim, Lâm Phong, cái gì cơ? Vương Tam Kim, Lâm Phong cậu, anh to gan thật đấy. Lâm Phong, cậu dám đánh tôi? Người anh em, cậu ta trả các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi để đánh hắn. Im ngay. Lâm Phong, đứng sau tôi là Mộ Dung gia đấy, cậu mà dám đánh tôi, rồi tôi sẽ sửa đẹp cậu, lấy đầu của cậu làm ghế cho tôi ngồi. Đúng vậy, Lâm Phong, cậu đừng tưởng là cậu lấy tiền của đàn bà ức hiếp kẻ yếu là có thể dọa được anh em tôi. Cậu mau biết thân biết phận cút đi. Cậu chỉ như cái mông tôi thôi. Tôn chủ, tôi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của Hoa Hồng, nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Cái gì? Dừng tay. Lâm Phong, quả là trọng tình trọng nghĩa. Một thuộc hạ nhỏ bé bị tôi bắt giữ, mà cậu cũng đích thân đến. Tôn chủ, mau chạy đi. Hoa Hồng, con đàn bà này, đồ chán sống, dám làm hại chị em tôi. Quỳ tiên đi. Lão Mạc, thế nào rồi? Tôn chủ, không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏe lại thôi. Vậy thì tốt, tôn chủ. Được rồi, tôi không trách cô, là do tôi vô dụng. Phim được dịch, thuyết tôn chủ, và lồng tiếng tại phim phu nhân ở phòng bên cũng tỉnh rồi, nhưng cậu phải nhớ rõ, đừng để cô ấy vận động mạnh, những cái khác thì không có vấn đề gì cả. Ông vất vả rồi, Lão Mạc. Tôn chủ, không có gì. Yến Nhi, Lâm Phong, em định đi đâu? Em phải tham gia cuộc họp cổ đông của công ty. Triệu gia đã cho người gửi tin cho em rồi, nói đám người Vương Tam Kim đã đến hết rồi. Hơn nữa rất nhiều cổ đông đứng về phía hắn, em phải đến đó. Đám bại hoại này, anh không nên tha cho chúng mà. Anh nói gì? Không có gì. Để anh đi với em. Được, đi thôi. Xem ra, Tô Yến Nhi sợ rồi, không dám đến dự cuộc họp cổ đông lần này rồi. Anh họ, người phụ nữ này, cô ta thì biết gì về quản lý công ty, vẫn nên là anh.
đó là đương nhiên. Đúng vậy, chính xác. Chỉ Vương Tổng mới có thể dẫn dắt công ty chúng ta ngày một phát triển. Thông qua cuộc họp cổ đông lần này, có thể thấy Tô Yến Nhi quá nhát gan. Vậy thì sao có thể thuyết phục được những cổ đông thông minh đang ngồi đây chứ, đúng không? Có đúng không? Đi theo người phụ nữ đó thì làm gì có tương lai. Anh họ, đừng nóng mà. Đám người đó là đám ách ngồi đáy giếng, không biết tốt xấu. Đúng đấy, Vương Tổng. Lần trước cái cô Tô Tổng đó đã làm mất hợp đồng với Lưu Tổng đấy, còn bồi thường cho người ta mấy trăm triệu nữa. Xem ra cô ta đúng là sao chổi. Chính xác, lần này có nói gì cũng không thể để cô ta lãnh đạo nữa. Tôi đồng ý. Anh họ ngầu. Đây là ai thế này? Ai đây? Tô Yến Nhi. Ra mặt các người dày thật đấy. Rõ ràng biết công ty không nhanh đón, vẫn lị lợm xông vào. Để làm gì? Đồ sao chổi này, sao lại đến đây nữa? Cô còn ở công ty ngày nào thì công ty còn thua lỗ ngày đó. Anh nói bậy bạ gì vậy? Tổn thất của công ty đều là do tên bị ổi Vương Tam Kim này đứng đằng sau hãm hại. Cầm miệng đi con đàn bà này. Miệng của cô cũng dơ bẩn hệt như thân thể của cô vậy. Để tôi nói mọi người nghe, mọi người đừng bao giờ tin lời cô ta nói. Ở bên ngoài không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, không biết chừng còn có suy nghĩ lệch lạc nữa. Đúng vậy, có lần tôi còn thấy Tô Yến Nhi uống rượu say bí tỉ, bị một người đàn ông lạ mặt bế vào khách sạn. Anh đừng nên dây vào cô ta nhé, có khi lây bệnh truyền nhiễm cũng nên. Đừng có quên, vẫn còn 50% cổ phần trong tay tôi. Đến cuối ai là người thắng vẫn chưa biết đâu. Mấy tên rác rưởi các người, đừng hòng được ở lại uy hiếp người ta nữa chứ. Lâm Phong, cậu là cái thá gì mà lên tiếng bày đặt lên giọng tổng tài ở đây? Đúng đấy, cậu có tư cách chỉ trỏ tôi sao? Dám so với tôi mở to mắt của các người, nhìn cho kỹ đi. Cái quái gì vậy? Mua ở trước cửa trường tiểu học hả? Còn lấy ra khẻ người ta nữa. Đáng mấy người không biết nhìn đồ giá trị sao? Đây là chiến tôn lạnh. Tôi chính là chiến tôn bắc cảnh. Chiến tôn bắc cảnh sao? Lâm Phong, nếu cậu là chiến tôn bắc cảnh thì tôi là ba của chiến tôn bắc cảnh. Đám mấy người không biết nhìn đồ giá trị. Lâm Phong, cậu nói xem, mọi người ở đây đều biết cậu là đồ vô dụng, tại sao cậu lại giả vờ làm người đứng trên vạn người vậy? Chiến tôn sao? Cầm lấy, ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Phải, phải đó. Lâm Phong, cậu nói xem, một tên cặn bã như cậu còn ra vẻ trước mặt chúng tôi, có phải não cậu chứa toàn đồ ăn hết hạn rồi không? Hai người, hãy nhớ hôm nay đã sỉ nhục tôi ra sao. Đợi đến một ngày, tôi sẽ bắt trả giá gấp trăm lần. Tôi nói này Lâm Phong, như vậy đi, bây giờ cậu đi ra ngoài mua chai rượu rồi uống hết đi. Sau khi uống xong rồi cậu hẳn nói cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương đều được. Uống nhiều chút, lát nữa Tô Yến Nhi sẽ thành Vương Mẫu Nương Nương của cậu. Tôi là chiến tôn bắc cảnh, có biết đắc tội với tôi thì sẽ bị gì không? Lạnh bài này là hàng thật giá thật. Cậu cút đi, ngồi ở đây chiến tôn chiến thần gì? Ngay cả sách dép cho chiến tôn bắc cảnh cậu cũng không có cửa. Nếu cậu là chiến tôn bắc cảnh thì ông đây chính là Hộ Quốc Long Vương. Các người, được rồi, cút đi. Lâm Phong, Vương Tam Kim, tôi cho anh hạn là 3 ngày ngừng công kích Yến Nhi đi và trả lại cổ phần. Ngoài ra, anh đã vi phạm pháp luật của Long Quốc tôi. Tôi cho hạn là sau 3 ngày nữa, ở đại hội cổ đông, bảo ba anh đích thân đến xin lỗi. Tên điên, cậu nằm mơ giữa ban ngày đi.
Hy vọng 3 ngày sau anh vẫn còn tự tin như vậy. Đi. Tôi khuyên anh nội trong 3 ngày. Biến đi nhóc con, đừng quay lại đây nữa. Lâm Phong, anh cũng kích động quá rồi. Cái gì mà Long Quân Bắc Cảnh? Cái này viễn vông quá rồi. Còn nói gì mà bảo Vương gia chủ xin lỗi. Em thật không biết phải làm sao đây nữa. Được rồi, Hoa Hồng, cô xử lý trước đi. Yến Nhi, yên tâm đi, anh đã xử lý xong xuôi rồi. Tên Lâm Phong đó quả thật đã lấy lệnh bài chiến tôn ra sao? Ba quan tâm mấy chuyện này làm gì chứ? Chắc chắn cái đó là giả. Ai mà không biết tên Lâm Phong đó chỉ là một tên vô dụng. Đúng đó, bác ơi, ai ai cũng biết tên Lâm Phong đó là một tên vô dụng, căn bản là không cần lo lắng. Ba, hắn dám mạo danh đến Long Quân Bắc Cảnh, hắn phải bị nhận trừng phạt. Đợi chúng ta kết thúc đại hội cổ đông, chúng ta sẽ bắt bọn họ lại, đến lúc đó tặng cho Mộ Dung đại nhân. Không chừng họ còn nhớ đến công của chúng ta. Em họ thông minh lắm, nhớ anh họ dạy đó. Đi làm việc cùng anh. Được, đi. Mấy người trẻ này, cứ để chúng bay nhảy đi. Đồ Long vệ nghe lệnh. Đồ Long vệ, dẫn đi cho tôi. Không, tôi đã phạm lỗi gì chứ? Vương Tam Kim con trai ông đã phạm phải tội, làm chúng tôi bị thương thì không nói, đằng này còn mạo phạm tới Long Quân đại nhân, tội không thể tha. Long Quân đại nhân rộng lượng khoan dung, chỉ bảo ông đến nhà xin lỗi. Ông còn không biết tội, dám hỏi Long Quân đại nhân là ai vậy? Long Quân đại nhân là người mà ông đã ngang nhiên xúc phạm hết lần này đến lần khác đấy. Lẽ nào là Lâm Phong? Câm miệng, dám gọi tên thật của chiến tôn. Quả thật là cậu ta. Con trai, đừng đi trêu chọc cậu ta nữa. Trước đại hội cổ đông, ông không được đi đâu cả. Vương gia chủ, tôi không đi đâu hết. Vương tổng công ty lại nhờ vào anh rồi. Phải đó, Vương tổng, sau này chúng tôi đều nhờ vào anh rồi. Quá khen rồi. Cậu hứa gì mà hứa? Một con chó không ai dựa vào. Tôi khuyên cậu, hãy về phe chúng tôi đi. Anh nằm mơ đi. Chó không nhà mà chảnh. Nếu như tôi Yến Nhi không đến đây, thì coi như đã từ bỏ rồi. Không biết từ khi nào đã bắt đầu làm con rùa rụt cổ. Vậy tôi sẽ tuyên bố lãnh đạo mới của tập đoàn là... Câm miệng. Lâm Phong, ai cho cậu cái gan mà cậu dám đến đây vậy? Vương Tam Kim, tôi đã nói là anh sẽ hối hận mà. Hối hận gì? Không phải cậu bảo bác tôi đến đây xin lỗi sao? Có ai đến không? Phải đấy, cậu tưởng cậu là ai? Cậu bảo ba tôi đến xin lỗi cậu. Ba tôi là người mà cậu muốn gọi là gọi sao? Ai nói tôi không gọi được Vương Kiến Quốc chứ? Cậu dám gọi thẳng tên của ba tôi sao? Cậu là cái thá gì chứ? Vương Tam Kim, cái miệng đừng nhanh hơn não. Đến lúc bị vả vào mặt sẽ rất đau đấy. Tôi đã tới tham gia đại hội cổ đông rồi, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu đi. Có gì mà mạnh miệng vậy? Tôi bỏ cho Vương tổng. Vương tổng mới là thiên tài kinh doanh, tôi cũng bỏ cho Vương tổng. Thấy rồi chứ, Tô Yến Nhi, cô còn muốn nói gì nữa? Mọi người đều ủng hộ cho một tên luôn làm chuyện xấu sau lưng người khác sao? Vương Tam Kim, anh thật bị ổi vô liêm sỉ. Tôi bị ổi vô liêm sỉ. Cô lấy chứng cứ ra đi. Lâm Phong, cậu cũng vậy. Hai ngày trước không phải nói kêu ba tôi đến xin lỗi cậu sao? Tôi thấy cậu cũng chỉ nói được mấy lời hoa mỹ đó, cậu lại bắt ba tôi xin lỗi cậu sao? Phải đấy,
Bác tôi bây giờ đang ngồi ở nhà uống trà rồi. Xin lỗi sao? Kiếp sau cũng không có đâu. Mắc cười quá đi. Bảo ba của Vương Tổng đến xin lỗi cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu nghĩ mình là ai? Lâm Phong, tôi đã nhìn thấu cậu rồi. Cậu đấy, ngoan ngoãn thu dọn đồ, ra đường ngủ với vợ cậu đi. Còn cô nữa, Tô Yến Nhi, cô nhìn cái gì? Cô đừng tưởng cô như vậy là xong rồi. Tiện nhân như cô, ông đây nhất định sẽ khiến cho cô tan nhà nát cửa, đưa cô đến phố đèn đỏ để bán thân. Anh Vương Tam Kim, tôi cũng không sợ cái miệng cứng của anh. Tôi bỏ cho Tô Tổng. Cái quái gì vậy? Tôi hỏi cậu, cái quái gì vậy? Tất nhiên là bằng chứng phạm tội của anh rồi. Anh hãm hại công ty ra sao? Anh quên hết rồi sao? Không thể nào. Bằng chứng gì chứ? Cái này là giả. Là thật hay giả? Bản thân anh không biết sao? Không thể nào. Anh tôi làm việc bí mật như vậy, làm sao cậu có thể nắm đuôi được chứ? Tên ngốc này. Cái quái gì vậy? Bằng chứng gì chứ? Tất cả đều là giả. Hay lắm. Vương Tam Kim, tôi biết ngay là anh mà. Loại người phá hoại lợi ích của công ty, không xứng đáng làm sếp tổng của chúng tôi. Đúng, chúng tôi ủng hộ Tô Tổng. Chúng tôi đều ủng hộ cô ấy. Bỏ phiếu cho ai? Mấy người các người là đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi đã cho các người bao nhiêu tiền? Vương Tam Kim, không ngờ anh dám dùng phương thức mua chuộc để đoạt lấy công ty chúng tôi. Đồ mặt dày vô sỉ, cô ngậm máu phun người. Đừng tin lời của cô ta. Mọi người không được tin lời cô ta. Nói sằng nói bậy. Vương Tam Kim, hôm nay tôi sẽ cho anh không thể sống được nữa. Đi. Ba ơi, cô là ai mà đối xử với ba tôi như vậy? Cục tuần tra. Vương Tam Kim, đã biết tội chưa? Biết tội sao? Tôi biết tội gì cơ chứ? Đứa con bất hiếu này, nói năng hồ đồ. Tại sao phải trêu chọc tới Long Quân đại nhân? Bà ơi, con biết sai rồi, con đã biết rồi. Con đâu có gây sự với Mộ Dung đại nhân đâu. Con là gây sự với Long Quân Bắc Cảnh, Lâm Phong. Cái đứa nghịch tử này, con làm ba tức quá mà. Lâm Phong, không thể nào. Cái tên phế vật này sao? Hỗn xược, tên húy của Long Quân mà cậu dám nói thẳng ra sao? Cậu dám mạo phạm Long Quân ư? Tội không thể tha. Không, các người hiểu nhầm rồi, không thể nào. Con câm miệng. Tôn Thượng, Tôn Thượng, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi dạy bảo không đàng hoàng, tôi mới có tội. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi quỳ gối cầu xin ngài. Vương gia chủ, người ông nên xin lỗi không phải tôi, mà là vợ của tôi, Tô Yến Nhi. Vâng, Tô Tiểu Thư, tôi sai rồi. Tô Tiểu Thư, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tô Tiểu Thư, tôi sai rồi. Cái này, Tô Tiểu Thư, nếu cô không tha thứ cho tôi, hôm nay tôi sẽ dập đầu xuất ở đây. Tô Tiểu Thư, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Lâm Phong, em nghĩ ông ta đáng tha thứ thì cứ tha thứ, còn nếu cảm thấy không đáng thì em cứ mặc kệ. Đừng mà, Tô Tiểu Thư. Không được đâu. Tô Tiểu Thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi sai rồi. Tô Tiểu Thư. Thôi được rồi, Vương gia chủ, ông đứng lên đi. Tôi tha thứ cho ông. Được, cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi biết, Tô Tiểu Thư. Từ bi bác ái. Cảm ơn. Cảm ơn cô, ba, sao vậy? Nhưng mà, tôi lại không nói. Tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Tô Tiểu Thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho con trai tôi. Nhà tôi chỉ có độc đinh một thằng con trai. Tôi cầu xin cô đó. Tôi dập đầu tạ lỗi, xin cô tha thứ. Cô làm ơn, Vương Tam Kim chống lại công ty tôi, khiến công ty chúng tôi lỗ hàng trăm triệu. Làm sao tôi có thể tha thứ chứ? Bồi thường, bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bồi thường? Tha cho tôi đi. Cô tha thứ cho tôi lần này, được không? Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không dám làm nữa. Nếu như đã biết sai rồi, vậy thì tổn thất của công ty bồi thường hết. Ngoài ra, còn phải tăng thêm 50% tiền bồi thường. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy số tiền này trong tài khoản ngân hàng. Không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có ngay. Chúng tôi hứa. Cảm ơn ngài.
Chúng tôi ủng hộ Tô Tổng. Tôi cũng ủng hộ cô. Tô Tổng thật tuyệt vời. Lâm Phong, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Chúng ta nói sau nhé. Bây giờ xử lý chuyện công ty quan trọng hơn. Được. Mọi người nghe rõ đây. Bởi vì đã chọn chúng tôi rồi, nên là tôi hy vọng trong số chúng ta có ai nhận tiền hối lộ của Vương Tam Kim thì thành thật khai báo ra. Nếu không, tập đoàn không hoan nghênh mọi người. Bây giờ tự giác giao ra đây. Tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Mọi thứ sẽ lại vận hành theo như trước đây. Nhưng mà nếu tôi phát hiện ra, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Tô Tổng, tôi đã dùng không ít rồi. Vậy không được. Trước ngày mai bổ sung ngay cho tôi. Được, vậy cũng được. Vị tôn thượng này là thật sao? Đúng vậy, tôi chính là Chiến Tôn Bắc Cảnh. Nhìn thấy tôn thượng còn không hành lễ, chán sống sao? Một tháng sau, đám cưới của tôi và Yến Nhi sẽ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất. Đến lúc đó, tôi hy vọng mọi người có thể đến. Lâm Tổng, chuyện đám cưới anh cứ giao cho tôi đi. Tôi đảm bảo với anh sẽ làm thật là hoành tráng. Đi thôi. Lâm Phong, anh thật sự là Long Quân Bắc Cảnh sao? Đúng vậy, Yến Nhi, thực lực bây giờ của anh đã đủ để bảo vệ em và mẹ rồi. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Đúng vậy phu nhân, cô cứ yên tâm. Từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt cô nữa. Ngược lại, những kẻ bắt nạt cô sẽ phải trả cái giá đắt. Những người đó, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Lâm Phong, Yến Nhi, chúng ta về nhà thôi. Đi thôi, mẹ đang ở nhà, đợi chúng ta. Được. Hoa Hồng, cô quay về đi. Vâng, tôn thượng.